Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà đẹp 192. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho quý vị các bạn chúng ta một căn nhà. Và điều thú vị của căn nhà ngày hôm nay là đã được hoàn công trên sổ rồi các bạn. Giá thì cực rẻ luôn, giá dưới 3 tỷ nhá. Diện tích của căn nhà này thì khá là lớn các bạn. Bề ngang sẽ là 4m, còn bề sâu vào trong là 25m. Và căn nhà của chúng ta thì có địa chỉ chính xác các bạn nhá. Phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nếu như bên kia Di An mà giá nhà giá đất cao quá thì chúng ta về đây. Hoặc là thành phố Biên Hòa mà giá nhà giá đất cao quá thì chúng ta về đây, đúng không ạ? Một căn nhà hoàn công rồi, 100m² full thổ cư, đất ở tại đô thị, đất ở lâu dài, mà cái mức giá nó dưới 3 tỷ là một trong những cái sản phẩm cực kỳ khan hiếm ở trên thị trường. Đây là con đường phía trước các bạn này. Đường này đường thông nha. Đường này đường bê tông, đường thông. Đường này khoảng tầm 5m. Đấy, chúng ta di chuyển ra những cái tiện ích cũng khá là gần. Và từ vị trí căn nhà mình, chúng ta về với là ngã tư Chiêu Liêu khoảng tầm là 3 cây số. Chúng ta về với là cầu Hóa An thì khoảng tầm 2 cây số. Ở đây chúng ta rất là gần với quốc lộ 1K này. Chúng ta gần với thành phố Thủ Đức, gần với làng đại học. Đấy, con em chúng ta đang học ở làng đại học Thủ Đức, chúng ta có thể về đây mình mua. Đấy quý vị các bạn nhá. Và căn nhà của chúng ta thì có hướng chính là hướng Đông Nam các bạn nhá, phù hợp với đại gia đình anh chị chúng ta thuộc mệnh là Đông Tứ Trạch. Đây chúng ta sẽ, bây giờ mình sẽ cùng vào trong nhá. Đây là bộ cửa chính này để kiên cố cho chúng ta. Ưu điểm của căn nhà mình là có sân xe hơi, có phòng ngủ dưới, tại vì cái diện tích nó quá lớn đi, nó lên đến cả 100m² mà, nên là chúng ta sẽ bố trí được khá là nhiều. Và chắc là không làm mất thời gian của ai cả, báo giá luôn quý vị các bạn nhá. 2,9 tỷ là số tiền mà chúng ta phải bỏ ra cho cả cơ ngơi ngày hôm nay, bao gồm cả tiền nhà và tiền đất. Và điều đặc biệt hơn, căn nhà này đã hoàn công trên sổ rồi thì chúng ta có thể vay ngân hàng và vay rất là nhiều, vay đến 2 tỷ. Vị trí như vậy các bạn chỉ cần đưa trước đúng 900 triệu là chúng ta sở hữu căn nhà này rồi. Được không ạ? Bây giờ thì không dài dòng văn tự nữa, chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong. Và các bạn, chúng ta lần đầu tiên tới với kênh hoặc là đã xem kênh rồi mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh Nhà đẹp 192 các bạn nhé. Đây là sân xe hơi của chúng ta này, 5 chỗ 7 chỗ thoải mái cả, kể cả bán tải hoặc là xe tải nhẹ chúng ta vẫn đỗ được nhé. Đây sẽ có một cái lớp cửa để chúng ta kiên cố cho căn nhà ngày hôm nay, đó là hệ cửa 4 cánh xin pha kiến cường lực. Còn đi thẳng vào trong này thì mình sẽ có khu vực phòng khách của căn nhà mình. Ở trên người ta đóng trần chỉ thạch cao này, đó rất là màu mè luôn, có hẳn mấy tông màu luôn. Có một cái quạt ở đây các bạn, đấy rất là mát luôn, quạt Panasonic nhá. Và phòng khách ở đây thì tôi thấy là dưới này người ta đã kê sẵn, làm sẵn những cái kệ tủ này. Và chân len ở đây thì người ta đã làm cao lên khoảng 1m2 cho chúng ta rồi. Và cái bức vách này, hai cái bức vách hai bên người ta làm đối xứng với nhau, sử dụng với cái vật liệu quen thuộc, đó là nano vân đá và làm sóng vấn gỗ cho chúng ta. Đó, 2,9 tỷ mà sơ bộ như vậy là chúng ta có thể hình dung được là căn nhà này đáng để chúng ta suy nghĩ, cân đối và mua. Kế bên với thành phố của Di An chúng ta luôn các bạn nhé. Thành phố Biên Hòa về đây thì cũng rất là gần. Cầu thang đặt ngay dưới nhà, làm đúng phong thủy 21 bậc. Đá thì đá màu màu đỏ, vân màu đỏ luôn, cổ dựng màu trắng. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng tay vịn là gỗ sồi các bạn nhé. Đấy, rất gỗ sồi, rất là chắc luôn. Rồi di chuyển vào trong này mình sẽ có khu vực phòng ăn của căn nhà mình này. Phòng ăn ở đây thì cũng được bố trí đầy đủ. Ở trên có trần, có quạt, tủ bếp trên, tủ bếp dưới đóng hết rồi. Đấy, cái này cũng đóng bằng gỗ sồi luôn. Tủ lạnh thì mai mốt về các bạn chúng ta bố trí ở đây. Đối với phòng ăn này thì tôi thấy các bạn chúng ta phải kê được những cái bộ bàn ăn từ khoảng là 6 ghế, 8 ghế và thậm chí là 10 ghế luôn. Bên này cũng vậy này, tất cả những cái đường chỉ len đây thì người ta đã làm cao lên cho chúng ta. Làm cao lên đúng 1m2 rồi, rất là sạch sẽ luôn. Bên này có những bức tranh, đấy, sử dụng phào chỉ ở đây. Ưu điểm đầu tiên là sân xe hơi. Và ưu điểm thứ hai là phòng ngủ dưới. Và kế cận vào đây thì mình sẽ có là một cái nhà vệ sinh các bạn này. Một cái nhà vệ sinh ở đây. Phòng ngủ dưới thì bố trí ở đây. Và kế cận ra phía sau này sẽ là lối thoát hiểm của chúng ta. Đấy, nhà nằm khu dân cư nên là sẽ có một cái lối thoát hiểm phía sau này. Phía sau này anh chị chúng ta làm những cái thực phẩm sạch, hay là chúng ta làm con gà, con cá này kia, đấy, thực phẩm tanh này kia, chúng ta đi ra phía sau, đúng không ạ? Rất là thuận tiện luôn. Phòng ngủ dưới thì ở đây khoảng tầm 9 đến 10 m². Đây là nhà vệ sinh với đầy đủ trang thiết bị rồi. Đó, 2,9 tỷ, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là địa chỉ chính xác của căn nhà ngày hôm nay. Các bạn, chúng ta có thể nếu mà đi xem nhà, nếu như bạn nào chúng ta ở Đồng Nai, chúng ta có thể tới ngay cầu Hóa An. Còn bạn nào mà chúng ta Di An thì có thể tới ngay ngã tư Chiêu Liêu.
alo cho mình theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Rồi sau đó chúng ta sẽ trực tiếp tới đây. Và nhắc lại với quý vị các bạn là đã được hoàn công rồi nhá. Nhà Bình Dương hay nhà Đồng Nai mà hoàn công rất là hiếm luôn. Nhưng mà riêng căn này hoàn công trên sổ rồi. Đó, có nghĩa là chúng ta, tài sản của chúng ta là đã có gắn liền với đất rồi các bạn. Và cái giá 2,9 tỷ đang còn thương lượng nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển lên ở phía trên lầu 1 để chúng ta tham quan xem là ở trên lầu 1 thì phòng ngủ và mọi thứ thì được bố trí như thế nào. Quý vị các bạn, chúng ta xem video thì nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp cận được nhiều mẫu nhà đẹp ở trên kênh Nhà Đẹp 1992 nha các bạn. Trên kênh của tôi thì rất là nhiều sản phẩm. Ở trên lầu 1 đây các bạn, trên này thì người ta bố trí chúng ta được hai cái phòng ngủ và một cái chỗ để các bạn chúng ta làm việc hoặc là học tập cho con cái. Đây, chúng ta có cái chỗ cầu thang lên này. Người ta đề co và bố trí những cái màu sắc rất là đẹp, đèn trang trí này kia đây. Và ở đây thì có những bức tranh, khuôn viên đây thì các bạn làm chỗ làm việc hay là phòng học cho con. Hoặc là chúng ta có thể kê một cái máy chạy bộ ở đây cũng được. Phía cuối nhà đây thì người ta bố trí cho chúng ta là một cái nhà vệ sinh. Ngoài ra là có chỗ để chúng ta là kê máy giặt và mình sẽ bố trí là phơi đồ ở đây cũng được. Còn không thì chúng ta sẽ đi ra phía trước. Nhà vệ sinh thì được bố trí ở bên này các bạn này. Đấy, với đầy đủ trang thiết bị nhá. Gương lavabo thì bố trí bên ngoài này. Trên này mình sẽ có hai cái phòng ngủ và hai phòng ngủ này thì diện tích cũng khoảng tầm là 10 m². Phòng ngủ số 2 thì bố trí ở đây. Đây các bạn, phòng ngủ số 2 ở đây này. Chúng ta vào xem phòng ngủ nhá. Đường ống chờ điều hòa này kia thì có sẵn rồi. Đó, đi theo cái tông màu màu xanh nón chuối như thế này cũng khá là nhã nhặn, rất là đẹp đúng không? Rồi di chuyển ra phía trước này thì mình sẽ có là căn phòng ngủ số 3. Ngoài ra thì sẽ có là một cái khu vực phòng thờ gia tiên. Vị trí như vậy tổng kết lại nhà mình sẽ là ba cái phòng ngủ, có một phòng ngủ dưới, có sân xe hơi, có phòng thờ gia tiên. Đây là khu vực phòng ngủ tiếp theo này, phòng ngủ cuối cùng đấy các bạn. Và chỗ cuối cùng đó chính là phòng thờ gia tiên đấy các bạn này, được bố trí ở đây. Đấy, có cửa chính rồi cửa sổ này kia, chúng ta nhìn ra cái mặt tiền khá là thông thoáng luôn. Một trệt một lầu, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là địa chỉ xác căn nhà này. Diện tích ngang 4 dài 25, 100 m², full thổ cư. Và căn nhà này thì có hướng chính là hướng Đông Nam các bạn nhé. 2,9 tỷ bao gồm cả tiền nhà và tiền đất. Bạn nào chúng ta quan tâm thì alo theo số điện thoại đang chạy trên màn hình để trực tiếp chính chủ dẫn xem căn nhà này. Giá này đang còn thương lượng và các bạn nhớ rằng là 2,9 tỷ chúng ta đã vay ngân hàng được 2 tỷ rồi. Vị trí như vậy các bạn chỉ cần đưa trước đúng 900 triệu là chúng ta dọn vào căn nhà này nhá. Và cuối video thì xin chào và hẹn gặp lại. Bạn nào chúng ta thấy hay và thú vị thì nhớ đăng ký kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào.